kệ. Ngọc Vàng à? Dạ vâng ạ. Cô biết tôi mà, tôi là một người không quan tâm tới kết quả, chỉ quan tâm tới hiệu quả. Cái... Ủa nói cái đó cũng như nhau mà. Vâng. Lộn. Tôi là một người không quan tâm tới kết quả mà chỉ quan tâm tới quá trình, cho nên không có dòng cho với tôi ở trong cái vấn đề này. Bị lộn là, lộn cái gì? Là quan tâm tới kết quả, không quan tâm tới quá trình. Để mẹ vô trước đi. Trời đất ơi, chết cái lưng em rồi. Ủa? Ba đâu? Ủa? Ba đâu mẹ? Không biết. Ủa ba? Trời đất ơi, ba trời ơi. Ba bỏ đi, ba quàng cái tay qua con nè. Đây. Được không? Trời ơi, làm ơn đi. Mẹ. Chi nè nè. Nó con cầm đi. Ba. Trời ơi. Bớt con, ba mẹ làm. Ghê quá à. Rồi đi vô nhà ối, nè, dục này đi. Wow. Đây, nhà đi. Đây nè, nhà bên đây nè. Đây, trời ơi, vô với tôi nè. Trời ơi, yếu xìu. Xin chào mừng tất cả thành viên đã sum họp ở trong đại gia đình của chúng ta. Vâng ạ. Chúng ta. Theo như lời hẹn của tôi là tôi kêu gia đình của chúng ta phải về nhà gấp, mà đến nay đã trễ hẹn 3 ngày, cộng với bây giờ là đã 9 giờ, tức là trễ hẹn 3 ngày 9 tiếng. Thành viên của gia đình chúng ta có 8 người, ở không, trừ thằng Quang học, cháu cưng của tôi. Nó là một người có ăn có học, cho nên nó đã đến đúng giờ đúng giấc. Và hiện giờ, cháu Quang học của tôi đang nghỉ ngơi ở trên lầu. Như vậy thì những thành viên còn trễ còn 7 người. Vậy 9 tiếng trễ cho mỗi người, mà 7 người như vậy 9 lần 7 là bao nhiêu Ngọc Vàng? À, dạ 45 ạ. 5 dạ. Dạ 5. Ôi ba lần. Tổng cộng là 63 tiếng và 7 thành viên đã trễ giờ. Ngọc Vàng. À, dạ vâng ạ. Tôi thiết nghĩ tôi là mẹ chồng của cô. Dạ. Là bà nội, là bà cố của đám cháu đám chắc của tôi. Dạ vâng ạ. Dạ. Vậy mà cô nghĩ sao? Cô điều hành cái gia đình này trễ như vậy để cho một con mẹ già ngồi chầu trực chờ đợi từ 3 ngày 63 tiếng. Cô thấy có được không vậy? Dạ. Dạ thưa mẹ, mong mẹ là thông cảm ạ. Cái vấn đề ở đây là không phải là chúng con muốn trễ đâu ạ. Dạ, vấn đề ở đây là tại vì nó có cái vấn đề ấy ạ. Nên thông cảm là thông cảm thế nào? Trễ là trễ, chứ không thông cảm gì ở đây hết á. Dạ, nội 63 tiếng mà nội ngồi chờ dậy, nó không đi ngủ hả? Nín. Nội. Dạ. Nội. Dạ, đừng cãi nữa. Dạ, dạ. Con sao vậy? Cầm cái bình để làm gì vậy? Dạ. À, bình tĩnh coi. Anh ấy bị say xe ạ. Nuốt vào. Ôi dồi. Tôn ti trật tự gì hết á. Ngọc Vàng à. Dạ vâng ạ. Cô biết tôi mà, tôi là một người không quan tâm tới kết quả, chỉ quan tâm tới hiệu quả. Ủa nói cái đó cũng như nhau mà. Vâng. Lộn. Tôi là một người không quan tâm tới kết quả mà chỉ quan tâm tới quá trình, cho nên không có dòng cho với tôi ở trong cái vấn đề này. Bị lộn là, lộn cái gì? Là quan tâm tới kết quả, không quan tâm tới quá trình. Không. Lộn. Tôi là một con người chỉ biết quan tâm đến kết quả. Yeah. Mà không quan tâm đến quá trình. Dạ, dạ, đúng dạ. Chưa? Dạ, dạ. Cho nên đúng là đúng.
sai là sai. Không có lòng vòng ở đây. Dạ đúng. Dạ. Ông Phan lên tiếng. Dạ lời mẹ nói bao giờ cũng là đúng ạ. Vâng ạ. Nhưng mà ý của con nói là kết quả gì thì nó cũng có cái hệ nhân quả đấy. Hệ gì ở đây? Dạ không có cái hệ gì cả. Dạ vâng, hệ của mẹ thôi ạ. Vâng. Dạ nội, là tại vì xe nhà bị hư á cho nên mới tới trễ. Nội thông cảm, nội bỏ qua. Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, rồi mình sẽ tính tiếp. Dạ vâng ạ. Dạ tụi con chào nội. Dạ con chào nội. Cô lúc này quải tài lắm. Dạ nội nghỉ khỏe. Mẹ nghỉ khỏe ạ. Rồi quá, nhắc mấy đứa nhỏ. Trời ơi giận quá mất khôn. Bên kia Mỹ Ngọc vô đây cố biểu. Chưa xem ai khôn. Ôi trứng là con vịt con. Vâng ạ, con vào đây ạ. Ơi mê đứa bay ngu lắm.